No quá trời quá đất luôn Ngon quá trời đất luôn. Trời ơi, tính ra hôm nay nha, tôi không hiểu sao luôn á, mà hôm nay tôi nấu ăn ngon ghê luôn á Sam. Gà quay nè, bánh mì nè, rồi cá nướng nữa. Trời ơi trời, món nào cũng ngon hết trơn luôn á. Sam thấy sao? Công nhận là ông nấu ăn ngon y chang đầu bếp luôn á. Trời ơi, tôi là tôi phải giỏi hơn đầu bếp luôn á, chứ y chang đầu bếp gì nữa. Nhưng mà bây giờ trễ mất rồi, bây giờ chắc là tôi phải về sớm rồi, tôi đi ngủ nè, mai còn có tiết sớm. À đúng rồi, bây giờ trời cũng trễ mất tiêu rồi, hình như là ngày mai là có tiết học phép thuật đúng không? Đúng rồi, thôi bye bye Phong nha. À, mà có gì bữa sau nó ăn cho tôi ăn tiếp được không? Ngon được, quá à. Được, trời ơi, tất nhiên rồi. Miễn là bà thích là tôi sẽ nấu với bà ăn tiếp. À, hay là lần sau tôi nấu món gì ta? Cá heo nướng được. Cá heo nướng hả? Đúng rồi. Dữ vậy? Ăn được không? Thôi tôi ghê quá à. Tôi giỡn á, trời ơi, cá heo người ta dễ thương vậy mà ai mà đem đi nướng được. Thôi bây giờ Sam về hả? Ừ, thôi bye bye nha, ba gặp lại nha. Bye bye. Bye bye. Ủa Phong, ông làm gì vậy? Làm gì sao? Đừng có diễn kịch nữa. Cái đồ giả mạo. Đồ giả mạo? Ý ông bảo là tôi hả? Chứ còn ai vào đây nữa. Tất cả những gì ngươi làm đã bị ta phát hiện rồi. Đừng hòng giả mạo qua mặt ta. Ông nói cái gì mà sao tôi không hiểu hết trơn vậy? Ngươi đang không hiểu hay là ngươi đang cố tình không hiểu? Để ta nói cho ngươi biết. Từ lúc bước vào ngôi trường này, lúc mà ta gặp được Sammy, ta đã cảm thấy Sammy có một điều gì đó rất là lạ rồi. Và đúng như những gì mà ta nghi ngờ, Sammy từ trước giờ ta gặp tại ngôi trường phép thuật này chính là đồ giả mạo. Còn Sammy thật hiện tại đang bị bắt cóc và đang bị nhốt ở một đâu đó. Ngươi hãy mau khai thật đi, ngươi chính là đồ giả mạo đúng không? Ông nói gì kỳ cục vậy, tôi là Sammy thật mà. Nói gì kỳ cục vậy, tôi là Sammy thật mà. Sao? Được, nếu như mà ngươi vẫn còn ngoan cố, vẫn còn tự nhận mình là Sammy thật, thì hãy nghe ta nói đây. Ta đã có đầy đủ bằng chứng để có thể chứng minh được rằng ngươi chính là đồ giả mạo. Bằng chứng gì chứ? Ông đang nói gì vậy? Được rồi, nếu như mà ngươi muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết. Bằng chứng đầu tiên đó chính là việc mà hôm nay ta đã mời ngươi đến đây để ăn chung với ta. Ngươi có thể giả mạo Sammy về ngoại hình, nhưng chắc chắn tính cách thì ngươi sẽ không thể nào giả mạo được. Sammy thật là người bị dị ứng với cá và không thể nào ăn cá được. Nhưng vừa rồi ta đã cố tình làm món cá để cho ngươi ăn thử. Và ta thấy được ngươi ăn rất là ngon lành, cho nên chắc chắn ngươi chính là Sammy giả mạo rồi. Bởi vì Sammy thật không thể nào có thể ăn cá được, bởi vì cô ấy bị dị ứng. Thì lúc trước thì tôi không ăn được cá thật, nhưng mà bây giờ tôi ăn được rồi. Có gì đâu mà. Ăn được rồi sao? Thôi được, ta biết thế nào ngươi cũng sẽ nói như vậy mà. Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ bảo rằng là trước kia ngươi không ăn được, nhưng ngươi đã tập ăn và bây giờ ăn được đúng không? Còn bây giờ thì hãy nghe bằng chứng thứ hai của ta đây. Vào ngày đầu tiên khi ta đến trường học này, ta đã gặp được Sammy. Lúc đấy ta đã kêu cô ấy rất là nhiều. Sammy ơi, tôi là Phong nè Sammy. Bà bay đi đâu vậy Sammy? Ủa? Và lúc đó ta thấy rằng là Sammy rất là lạ, tại sao cô ấy lại không để ý đến ta. Nhưng ta đã phát hiện ra một điều đặc biệt, ngươi biết đó là gì không? Là gì? Ta thật không ngờ ngươi là một kẻ giả mạo vô cùng ngu xuẩn. Tại sao mà ngươi lại có thể nhầm lẫn giữa bộ đồ của học sinh nữ và học sinh nam chứ hả? Bởi vì Sammy ngày hôm đó ta gặp, Sammy đã mặc một bộ đồ màu xanh, chính là bộ đồ của nam sinh chứ không phải là của nữ sinh của trường học phép thuật. Bởi vì nữ sinh của trường học phép thuật chỉ mặc đồ màu tím mà thôi, chứng tỏ người hôm đó ta gặp được không phải là Sammy, mà chính xác hơn là một tên con trai nào đó đã dùng thuật biến hình để biến thành Sammy lừa gạt ta. Chỉ vậy thôi mà cậu dám đưa ra bằng chứng vậy, làm sao mà cậu chứng minh được tớ là người giả được? Tôi là người thật mà. Thôi được rồi, nếu như từ nãy giờ hai bằng chứng mà ta nói ra không đủ thuyết phục với ngươi, thì bây giờ ngươi hãy nghe bằng chứng thứ ba đây. Bằng chứng thứ ba của ta đó chính là vào ngày hôm qua, ta đã thấy nghi ngờ và đã quyết định đến phòng của Sammy, chính là phòng B1. Và ngươi biết ta đã phát hiện gì không nào? Phát hiện gì? À, hình như đây là phòng B1 phải không ta? Hình như cũng là phòng của Sammy thì phải. À, để xem coi. Bên đây là giường của mấy bạn nam nè, còn bên đây là giường của mấy bạn nữ. Để coi. Giường nào là giường của Sammy ta? Ờ, hình như không phải cái này. À, đây, thấy rồi. À, ủa khoan. Sao nhìn con gấu này quen quen ta? Ủa mấy bạn ơi, hình như đây là cái con gấu mà cái hôm mà Sammy giận mình đã tặng cho Sammy để mình xin lỗi mà. Ủa mà sao nó lại ở đây?
Rõ ràng là Sammy đã quên mình là ai rồi, tại sao cô ấy vẫn còn giữ con gấu bông này chứ? Mà khoan, từ từ, có khi nào Sammy vẫn còn nhớ mình không ta? Sammy không hề quên mình. Đúng rồi, làm sao mà Sam có thể quên mình nếu như Sam vẫn còn giữ con gấu bông này được chứ? Bởi vì là con gấu bông này cô ấy luôn luôn mang theo bên người mà. Ủa, chẳng lẽ người mà từ trước giờ mình gặp là giả mạo sao? Cho nên ta chắc chắn một điều rằng là Sammy từ lúc về thế giới phép thuật, cô ấy vẫn nhớ ta chứ không hề quên ta là ai. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là Sammy từ hôm bữa đến giờ ta gặp mặt, và thậm chí là Sammy đang đứng trước mặt ta đây, chính là đồ giả mạo. Không ngờ một tên con người như ngươi cũng thông minh lắm nhở. Đáng khen, đáng khen. Bây giờ ngươi đã quyết định hiện nguyên hình rồi sao? Cuối cùng thì bây giờ ngươi cũng đã chấp nhận mình là đồ giả mạo rồi sao? Đồ giả mạo hả? Đây là nhiệm vụ của ta, và nhiệm vụ của ta là chính là giả mạo Sammy. Vậy thôi. Nhiệm vụ sao? Vậy đố cuộc bây giờ Sammy thật đang ở đâu hả? Sammy hả? Sammy bây giờ đã bị ta bắt cóc rồi. Và nếu ngươi muốn có ý định là gọi là giải cứu Sammy hả? Còn lâu nha. Ngươi đừng quên đây là thế giới phép thuật, và ngươi chỉ là một con người thôi. Còn bây giờ tạm biệt ngươi nha. Đứng lại. Ngươi đâu rồi? Chết rồi mấy bạn ơi. Vậy là Sammy thật đã bị bắt cóc rồi. Hèn gì mình nghi ngờ lắm mà. Mấy ngày nay mình thấy Sammy lạ lạ, rốt cuộc thì đúng như những gì mà mình đã suy luận. Sammy thật đã bị bắt cóc mấy bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải tìm ai giúp mình đây bây giờ? Trời ơi, đúng rồi, Mr. Dịch, Kairon, mẹ Simi, Kamui, Siro, đúng rồi, mình phải nhờ họ giúp đỡ mình để giải cứu Sammy mới được. Đúng rồi, mình phải nhờ họ. Mọi người ơi, mọi người, trời ơi, có ai giúp tôi được vậy mọi người? Dịch ơi, Rô ơi, Kai ơi, ôi trời, ủa mọi người đi đâu hết trơn rồi? Trời ơi, có ai không? Mèo Simi ơi, Kamui ơi, có ai không vậy? Có Kairon nè bạn. Cái gì vậy? Cái gì dữ vậy Phong? Tôi đang ngủ trưa mà sao ông gọi tôi vậy vậy? Ơ, Kai ơi, tôi nói ông nghe nè. Tôi có việc này, tôi muốn nhờ ông. Cái chuyện này gấp lắm Kai ơi. Có chuyện gì mà sao lúc nào ông cũng làm phiền tôi vậy? Trời ơi, toàn canh mấy giờ mà tôi đang ngủ không à. Sao, có chuyện gì? Sammy bị bắt cóc rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao hết. Tôi cần phải có người giúp đỡ tôi tìm lại Sammy. Chứ Sammy đang gặp nguy hiểm á. Ông giúp tôi nha. Cái gì? Sammy bị bắt cóc hả? Đúng rồi. Trời, chuyện lớn như vậy mà sao ông không chịu báo với thầy đi mà nói tôi làm gì? Trời ơi, nếu như mà tôi nói với thầy được á thì đã xong xuôi rồi. Nhưng mà ông cũng biết mà, nếu như bây giờ á mà mình nói với thầy á thì chắc chắn là cái chuyện này sẽ lộ ra bên ngoài. Mà nếu như mà cái tên bắt cóc mà biết rằng là hắn ta đã bị phát hiện, Sammy có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Tính ra nói như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà thôi, tự nhiên á Sammy bị bắt cóc đó là chuyện của ông chứ. Tự nhiên ông lôi tôi vô làm gì? Tôi không bao giờ muốn dính líu vô cái chuyện phiền phức này đâu. Ủa, tính ra là Sammy là bạn 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 của chúng ta mà. Sammy cũng học chung lớp với ông, học chung trường với ông mà. Tại sao ông ác quá vậy hả Kai? Nói chung là tôi không biết đâu. Tôi không có muốn dính líu tới mấy cái chuyện này đâu. Phiền phức chết đi được á. Ủa, giờ sao trời? Nếu như mà ông không giúp tôi thì ai giúp tôi đây? Kai, tôi nói ông nghe nè. Nếu như mà bây giờ nha, ông mà giúp tôi á, mà chúng ta giải cứu được Sammy á, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng nhất cái trường này luôn á. Ông vừa nói gì? Ông vừa nói tiếng nổi tiếng hả? Đúng rồi, nổi tiếng. Tại vì ông biết sao không? Nếu như bây giờ nha, tự nhiên trong trường mình có một học sinh bị bắt cóc, mà sau đó có hai học sinh là tôi với ông cùng nhau giải cứu bạn học sinh đó, như vậy chúng ta sẽ trở thành anh hùng, và chúng ta sẽ trở thành nổi tiếng. Nhiều khi được thầy khen thưởng và dạy cho nhiều phép thuật hơn nữa, hiểu không? Đúng rồi. Nhiều khi sau khi mà nổi tiếng xong á, cái tự nhiên tôi với ông á được mấy bạn nữ thích quá trời luôn. đúng rồi. Nhiều khi là ông nổi tiếng xong á, mấy bạn nữ nhào vô xin chữ ký, nhiều khi còn đòi làm bạn gái của ông luôn á. Sướng lắm luôn á. Trời ơi, sướng quá trời luôn á. Hợp lý đó. Ok, vậy được rồi, tôi sẽ đồng ý giúp ông lần này. Nhưng mà kế hoạch là gì? Giờ kế hoạch là gì á? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đầu tiên chúng ta cần phải tìm được vị trí của cái tên bắt cóc đó đã, hiểu không? Vị trí? Nhưng mà rõ ràng ông có biết hắn ta đang ở đâu đâu, bây giờ tụi mình tìm sao đây?
Tôi cũng đang rối não nè, tôi đang suy nghĩ nè. Mấy bạn ơi, bây giờ làm cách nào để biết được vị trí của cái tên bắt cóc này đây? Bởi vì nếu như mà không tìm được hắn thì chắc chắn chúng ta sẽ không có manh mối nào để có thể tìm được Sammy đâu. Để tôi suy nghĩ coi. À đúng rồi, Kai, tôi hỏi ông này nha. Trường học phép thuật của chúng ta có cái phép thuật nào mà có thể giúp chúng ta tìm được vị trí của người khác không? Tìm được vị trí của người khác bằng phép thuật hả? Đúng rồi. Làm gì có cái phép. Ờ, khoan đã. Hình như tôi nhớ là đã nói về phép thuật thì chắc chắn nó sẽ có. Nhưng mà đối với những người mà học sinh như tụi mình á thì không có được cái kỹ năng đó đâu. Tụi mình cần phải học hỏi á. Ủa, vậy là có phép thuật có thể giúp chúng ta tìm được vị trí của cái tên xấu xa đó hả? Chắc chắn là có. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi tới nhà phép thuật để có thể học được cái phép thuật này. Nhưng mà tôi cho rằng là nó hơi lâu á nha. Không biết là chúng ta có học kịp không nữa. Ê, bây giờ lâu cỡ nào cũng phải làm thôi chứ giờ biết sao. Chứ bây giờ không tìm được hắn thì sẽ không tìm được Sammy đâu. Ờ, vậy nhà phép thuật ở chỗ nào? Tôi ông đi. Ông có chắc không vợ? Tại vì chỗ đó là nhà trường đang canh giữ á. Nhưng mà thôi, nếu mà ông muốn tới đó thì tôi sẽ dẫn ông đi. Đi thôi nào. Ờ, đi 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 đi. Ờ, trời ơi, may quá có ông giúp tôi á. Ê, Kai. Kai. À, gì? Ông nghĩ sao mà ông dùng chổi bay vậy? Nếu mà ông dùng chổi bay ông bay ngang qua lỡ thầy thấy rồi sao? Mình phải đi quên. Ra ngoài đây, ra ngoài đây. Trời ơi quên. Hôm bữa giờ trốn học nhiều quá tôi quên. Trời ơi trời, suốt ngày không chịu học hành như lo trốn học vậy ba. Đi đi nhanh lên. Chỉ đường tôi với. Ủa Kai ơi, cái này là phòng phép thuật đấy hả? Đúng rồi đó. Đây chính là phòng phép thuật á, mà học sinh sẽ thường vào đây vào cuối buổi để có thể học phép thuật. Nhưng mà ông nhớ im lặng nha, bây giờ tụi mình đang lén lút vô á, bị thầy hiệu trưởng phát hiện á là coi như tôi đời luôn á. Ờ rồi tôi biết rồi. Wow, trời ơi cái phòng nó to dữ ta. Ủa mà Kai, bây giờ là chúng ta phải làm cái gì trong phòng này đây? Trời, ông vô cái phòng này ông còn hỏi làm gì nữa hả? Bây giờ á, nhiệm vụ của chúng ta là phải đi kiếm ngay cuốn sách phép thuật để có thể gọi là tìm vị trí. Cho nên á, bây giờ á, tụi mình á, tốt nhất nên chia ra để đi kiếm đi. Chứ nhiều đây sách á, không biết kiếm tới chừng nào luôn á. Ủa mà cái quyển sách đó tên là gì? Quyển sách này tên là Phép thuật có thể tìm được vị trí. À, phép thuật tìm vị trí hả? Rồi ok, kiếm đi. Okay. Cái gì mà nhiều sách quá vậy, làm sao mà kiếm hết được trời? Ủa gì rốt cuộc quyển đó là quyển nào ta? Trời ơi bạn ơi, cái phòng phép thuật gì đâu mà nhiều sách phép thuật quá, làm sao mình biết quyển nào được? Ờ cái gì đây? Phép nhìn xuyên thấu nè. Rồi gì? Phép gì? Phép biến ra thức ăn này. Ôi trời nhiều quá, sao biết phép nào được? Cái nào ta? Ủa vậy vậy? Qua đây. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi nè. Đây. Đâu? Chính là quyển sách có thể tìm được vị trí. Đó ông coi thử đi. À, cái quyển sách này hả? Rồi bây giờ mình phải làm gì? Đây, bây giờ ông vô đây nè. Đó, cuối cùng thì cũng đã tìm được quyển sách này rồi. Bây giờ ông thấy ở trên bàn không? Đây chính là hai cái bàn phép thuật. Đầu tiên là ông phải đặt cái cây đũa thần của ông vô cái bàn ma thuật này. Và sau đó cố gắng học hết những công thức ở bên trong quyển sách mà tôi đã để trên đây nè. Thì ông mới có thể học được cái phép, có thể tìm được vị trí của người khác. À ok, vậy để tôi. Ok, đầu tiên là bỏ cái đũa phép tôi vô đây đúng không? Bỏ lên nè. Ồ, trời ơi, đẹp quá vậy. Wow, bạn nhìn nè. Trời. Ủa vậy là nó đang phù phép cho cái đũa phép tôi hả? Đúng vậy. Và bây giờ á, điều quan trọng nhất á là ông phải cố gắng mà học hết đống này nhanh nhất có thể. Ok, được rồi, để tôi học. Ok, để coi, trang đầu tiên nè. Rồi ok, Kai ơi, tôi đã học xong hết được mấy cái phép rồi nè, bây giờ mình phải làm gì nữa? Ok, bây giờ ông đã học xong hết rồi đúng không? À. Bây giờ á, nhiệm vụ tiếp theo đó chính là ông hãy cầm cái cây gậy của ông lên và sau đó sử dụng thử sức mạnh này đi. Rồi ok, để tôi dùng thử nha. Ba la. Ha. Ui. Ui trời ơi. Kai. Sao tự nhiên xung quanh nó tối thui lại xong rồi tôi nhìn thấy được xung quanh nó hiện ra màu xanh gì nè Kai. Wow. Ôi, tốt lắm. Nếu mà đã như vậy á là chắc chắn là ông đã học được cái phép thuật này rồi. Ok, bây giờ á ông chỉ cần đi xung quanh cái ngôi trường này á và sau đó ông sẽ có thể tìm thấy được kẻ mà ông đang muốn tìm là ai. À, vậy hả? Ok. Được rồi bạn ơi, bây giờ mình đã học được phép tìm vị trí rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi giải cứu Sammy thôi. Chắc chắn lần này mình sẽ không tha cho cái tên xấu xa ở đâu. Dám bắt cóc Sammy hả? Đi thôi Kai, nhanh lên. Đi thôi. Ê Kai ơi, hình như là cái cây đũa thần này nó đang chỉ tôi đi xuống dưới đây nè Kai. Ủa, ở bên dưới đây là chỗ nào vậy? Ở bên dưới đây sao? Ha, thì ra là tên này lại núp ở bên dưới hầm ngục à. Hầm ngục hả? Ủa, hầm ngục là gì vậy? Hầm ngục chính là nơi mà hồi xưa trường của chúng ta dùng để có thể gọi là bắt tội những tên phù thủy hắc ám á. À, bắt nhốt những tên phù thủy hắc ám bên dưới đây á. Đúng vậy. À. Ủa, bây giờ chúng ta tới rồi nè. Ê,
Thôi hả? Sammy kìa. Không phải. Tôi nhận ra hắn rồi. Hắn ta không phải là Sammy đâu. Hắn ta là cái gì mà tên giả mạo á. Cái gì mà giả mạo? Rõ ràng đó là Sammy mà. Không, tôi nói ông nghe nè, Sammy thật á là con gái mà, cho nên là phải mặc đồ của nữ sinh chứ. Còn đây ông nhìn kìa, đang mặc đồ của nam sinh kìa. Thời luôn á, cái tên này lúc thì mặc đồ nữ, lúc thì mặc đồ nam. Tôi thiệt tôi rối não với tên này luôn á. Hắn ta là giả mạo đó. Đúng rồi, ông nói tôi mới để ý á. Bình thường con gái là phải mặc đồ màu tím chứ, còn đằng này Sammy lại mặc đồ màu xanh. À, thấy rồi. Ủa? Ôi, Sammy kìa. Sammy. Trời ơi, tận hai Sammy. Ủa? Không phải đâu, trời ơi, tôi nói đã giờ mà ông không hiểu hả? Sammy trong đây mới là thật nè, còn Sammy ngoài kia là tên giả mạo thôi. Ê, Sam ơi, Sam. Ôi, chết rồi, hình như Sammy không nghe mình nói bạn ơi. Ôi trời ơi, cái tên đáng ghét này, tại sao ngươi dám nhốt Sammy của ta ở bên dưới hả? Ôi, cái tên đáng chết này. Cái tên kia, cái tên giả mạo kia. Cái tên giả mạo này, bây giờ mà ngươi còn chưa chịu hiện nguyên hình nữa sao? Ngươi còn dám lấy hình thù của Sammy ra để lừa bọn ta nữa sao? Hãy mau hiện nguyên hình đi cái tên kia. Hiện nguyên hình sao? Được thôi. Bộ đồ đó chỉ có thể là phù thủy hắc ám thôi. Ông cũng biết điều đó sao? Đúng như vậy, hắn ta chính là phù thủy hắc ám đó. Nhưng mà còn một câu hỏi mà ngươi vẫn chưa trả lời ta. Rốt cuộc ai là người đã giao nhiệm vụ cho ngươi bắt cóc Sammy hả? Chúa tể bóng đêm chính là người đã giao nhiệm vụ này cho ta. Chúa tể bóng đêm sao? Chúa tể bóng đêm? Tôi tưởng đâu là hắn ta đã bị phong ấn rồi chứ. Sao bây giờ? Nhưng ngày ấy đã chuẩn bị thoát ra khỏi đường phong ấn đó rồi. Hả? Chúa tể bóng đêm sắp thoát ra được khỏi phong ấn rồi sao? Nhưng mà khoan, tính ra thì chúa tể bóng đêm thì có liên quan gì đến Sammy mà tại sao lại phải kêu ngươi bắt cóc Sammy chứ? Đơn giản mà, bởi vì ngài ấy không muốn ngươi xuất hiện ở đây, nên ngài đã quyết định bắt cóc con bé đó để khiến cho ngươi nhục chí và ngươi sẽ quay trở lại thế giới của ngươi. Ngươi không thuộc về nơi này. À, mình đã hiểu rồi các bạn ơi. Thì ra là lời thầy hiệu trưởng nói là thật. Mình chính là người duy nhất có thể tiêu diệt được tên chúa tể bóng đêm. Chính vì vậy cho nên hắn ta không muốn mình sẽ là mối hiểm họa của hắn. Cho nên hắn ta biết lý do mình đến với thế giới phép thuật là để tìm lại Sammy. Chính vì như thế cho nên hắn ta đã kêu đàn em của hắn ta bắt cóc Sammy và khiến cho mình tưởng rằng Sammy không nhớ mình là ai, và làm cho mình nhục chí không muốn ở đây nữa. Và mình sẽ quay trở về thế giới loài người. Lúc đó sẽ không còn ai có thể là mối hiểm họa ngăn cản được hắn nữa. Hóa ra là như vậy. Cái tên chúa tể bóng đêm này thật đúng là thông minh và gian xảo mà. Nhưng mà thôi, chuyện đã lỡ như thế này rồi thì ta sẽ thay chúa tể bóng đêm giải quyết các người vậy. Hỡi những linh hồn bất vưỡng, nghe lệnh ta, trỗi dậy. Quái vật. Trời ơi, hắn ta có thể chịu hồi được zombie với bạn ơi. Ui, chạy cái ơi. Chạy. Khoan đã không ơi. Tính là tụi mình có ghẻ ánh sáng mà, tại sao chúng ta không đánh lại luôn? Đúng rồi ha. Để tôi. Này thì zombie nè. Nhiều quá vậy. Này thì zombie nè. Đánh. Trời ơi, mấy con zombie này nó khỏe quá bạn ơi. Mày. Trưởng nó đi cai trưởng đó. Ôi, có lên. Mày hả? Chúng ta tiêu diệt được rồi. Ui trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, cái đầu zombie nó văng tùm lum la nè, kỳ ghê quá trời. Ôi cay. Tính ra bọn mình cũng giỏi quá ha, bọn mình dùng phép thuật giết hết cái con zombie luôn rồi hả? Ồ, mà khoan, từ từ. Vẫn còn cái tên phù thủy hắc ám bên kia nữa. Cái tên phù thủy hắc ám kia. Mấy cái con zombie của ngươi thì làm được gì bọn ta chứ? Tưởng thế nào, hóa ra là phù thủy hắc ám cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Các ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Các ngươi nghĩ không biết phép thuật à? Xem đây. Ôi trời. Trời ơi bạn ơi, phép thuật của hắn ta còn giỏi hơn bọn mình nữa. Ôi cay ơi, cay có sao vậy? Hình như là hắn ta đã quăng độc vô người của mình rồi. Tốt nhất là bây giờ nên chạy thôi. Nếu mà dính độc này á mà không chữa, chắc chắn là sẽ mất mạng á. Ủa vậy hả? Chạy nhanh lên. Chạy. Núp cay ơi. Bạn ơi. Mày nhóc con, ra đây. Ôi hắn ta đáng sợ quá. Ôi trời ơi, hắn ta trưởng liên tục luôn kìa Kai ơi. Giờ sao đây?
Ôi trời ơi trời, mấy bạn ơi, bây giờ làm sao đây?